Thủ thành Dubravka của đội tuyển Slovakia chắc chắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc phản lưới nhà đầy ngớ ngẩn trong trận thua Tây Ban Nha 0-5. Pha bóng diễn ra ở phút thứ 30 khi Sarabia Tây Ban Nha cướp được bóng rồi sút vào xà ngang. Bóng bay thẳng đứng, Dubravka chuẩn bị sẵn sàng cho một cú bật nhảy để cứu thua, nhưng anh đã phán đoán sai cực kỳ tai hại và tự đập bóng vào lưới nhà. Tình huống này đã mở ra một ngày thi đấu thảm họa cho Slovakia. Họ để Tây Ban Nha dồn ép và liên tục thủng lưới. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Bóng đá thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới không chỉ bởi những bàn thắng đẹp, những đường chuyền mãn nhãn mà còn bởi những tình huống khó đỡ hài hước. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc không nhịn được cười như thế trong video ngày hôm nay. Đôi khi không cố ý, nhưng cú sút của các cầu thủ lại trúng chỗ hiểm của đối phương, khiến đối thủ đau quằn quại trên sân, như tình huống mà cầu thủ Napoli này gặp phải. Ghi được bàn thắng luôn là niềm vui lớn của các cầu thủ, vì thế họ luôn có cách ăn mừng thành quả của mình độc đáo nhất. Và đây là cách tiền vệ Jimmy Bullard ăn mừng khi bắt chước điệu bộ của huấn luyện viên Phil Brown lúc ông răn dạy các học trò của mình. Còn đây là tình huống khá lúng túng của Bellerin, cứ như rằng anh chàng này chưa hề biết chơi bóng bao giờ cả. Kết quả là cầu thủ Arsenal không biết chuyền cho ai ngoài việc đưa bóng ra ngoài sân. Luis Suarez một lần nữa cho thấy anh là vua của các trò tiểu xảo trong trận đấu với Chile tại giải bóng đá Nam Mỹ. Khi các cầu thủ Uruguay bắt đầu câu giờ để bảo toàn tỷ số, thì tình huống câu giờ lộ liễu và thô thiển nhất thuộc về Luis Suarez. Cầu thủ này bất ngờ tháo giày ra, rồi tiến đến án ngữ trước Bravo và ra vẻ đi giày vào chân một cách khó nhọc. Một tình huống sút phạt trực tiếp ở giải vô địch Nhật Bản J-League đang gây sốt trên mạng xã hội vì quá mắc cười khi hai cầu thủ quỳ gối trước hàng rào đối phương để thu hút đối thủ. Ai ngờ chính họ lại cản phá cú sút của đồng đội. Đây chỉ là một pha tranh chấp giữa Kesa của Chelsea và Sterling của Man City, nhưng chú ý kỹ mà xem, động tác của hai anh chàng này thực sự cứ như thể họ đang tham dự một trận đấu vật vậy. Thủ môn Kepa của Chelsea đã thể hiện khả năng phản xạ tuyệt vời trong lúc đang bận ghi hình với truyền thông. Đó thực sự là một màn xử lý ấn tượng khi anh vừa phỏng vấn vừa nhanh như chớp bắt lấy quả bóng bằng một tay. Tình huống hài hước này xảy ra trong trận đấu của FA Cup khi quả bóng bị hỏng và trọng tài yêu cầu thay đổi. Khi quả bóng được đá ra ngoài sân thì bất ngờ chạm trúng huấn luyện viên Graham Wesley, khiến ông bất ngờ ngã vật ra sân. Tất nhiên đây chỉ là trò đùa do vị chiến lược gia này tạo ra mà thôi. Thế giới bóng đá chưa bao giờ thiếu đi những màn ăn mừng ấn tượng của các ngôi sao hàng đầu. Một vài trong số đó cũng trở thành niềm cảm hứng lớn. Song thú vị nhất vẫn là những màn ăn mừng của tập thể, như cách mà các cầu thủ Bayern ăn mừng siêu cúp Đức 2018, hay như các cầu thủ này cũng vui vẻ không kém. Thủ thành David James giống như đang cố ghi nhớ mùi của quả bóng khi đứng ở đường hầm trong trận đấu với Man City. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không biết tại sao James lại làm điều này. Tim
mọi cách để đối phương không thể vượt qua là nhiệm vụ của mọi cầu thủ. Nhưng dùng trò kéo áo mà lại siêu thô thiển như này thì đúng thật là chẳng fair play chút nào. Hoặc cũng có thể là anh chàng này chán đá bóng và muốn chuyển sang môn thể thao trượt cỏ. De Bruyne từng làm khán giả trên sân Emirates đã không nhịn được cười khi chứng kiến pha đá phạt góc hỏng của anh. Vốn dĩ không có gì phải vội vàng, nhưng cầu thủ của Man City lại luống cuống đá vào cột cờ thay vì quả bóng khi thực hiện quả đá phạt góc. Ở trận đấu tại giải vô địch quốc gia Bulgaria, thủ thành Embolhi sau khi bật cao bắt gọn bóng đã sử dụng thủ thuật câu giờ nhằm bảo toàn chiến thắng cho đội nhà. Khó chịu với hành động này, tiền đạo đối phương tiến tới sút vào trái bóng đang nằm gọn trong tay anh. Hành động đó cũng làm thủ thành này nổi đóa và lập tức đáp trả. Kết quả là anh ta đã phải đi tắm sớm sau pha trả đũa này. Còn đây là một màn biểu diễn kỹ thuật xoay người mà hai cầu thủ này thực hiện, bất chấp nó có đúng tình huống và thực sự mang lại hiệu quả hay không. Nhưng rơi vào trường hợp của cầu thủ này thì mới thực sự là lúng túng. Trong lúc tranh cãi, Calvert-Lewin đã cố ý dùng hành động chế giễu đồng nghiệp hôi miệng. Thái độ này quả thực là muốn ăn đấm mới vừa lòng. Tình huống hài hước này xảy ra trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha. Sau khi ghi bàn, Jamie Vardy đã đứng bất động trong khoảng vài giây cùng đồng đội. Kiểu ăn mừng của tiền đạo người Anh là để hưởng ứng trào lưu mannequin từng gây sốt trên mạng xã hội. Anh cũng chính là người đầu tiên đưa trào lưu tạo dáng kiểu mannequin vào sân cỏ. Có lẽ cậu bé mascot này không thể ngờ rằng có một ngày mình được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt. Và cảm xúc đó đã biểu hiện rõ ràng trên gương mặt vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Wayne Rooney. Mike Phelan từng lo sợ bị Sir Alex Ferguson sa thải chỉ vì khiến ông sếp người Scotland giật mình thon thót trong một trận đấu. Tất cả xuất phát từ việc vị trợ lý huấn luyện viên này ngứa chân đạp một quả bóng bay khiến nó phát nổ, trong lúc mọi thành viên khác đều đang tập trung cao độ vào diễn biến của trận đấu. Không rõ đấy là trận bóng nào, nhưng chắc chắn một điều là đồng đội của cầu thủ mẫm mỉm này hết sức may mắn khi màn ngã ập xuống ăn mừng của anh lệch xa vài tấc. Nếu không thì cảnh tượng sau đó khó ai dám nhìn tiếp. Trên sân cỏ không chỉ có những tình huống kịch tính làm đứng tim các fan hâm mộ mà còn là nơi các cầu thủ phô diễn tài năng ăn vạ đỉnh cao của mình. Đây hẳn là một trong những màn ăn vạ hài nhất mà cầu thủ áo vàng này có thể nghĩ ra. Nếu như không thể tìm kiếm quả phạt thì ít ra anh ta cũng chọc cười không ít khán giả.
Vừa rồi là những tình huống hài hước và thú vị trong bóng đá. Chúng tôi sẽ tổng hợp thêm nhiều khoảnh khắc như vậy nữa để các bạn có những giây phút vui vẻ với Mr. Zero. Hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới, chia sẻ với chúng tôi về tình huống nào bạn thích nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.